Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, sáng nay ngày 30 tháng 8 năm 2024, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, đoàn viên thanh niên, lãnh đạo thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với ý nghĩa tưởng nhớ tri ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương trước lễ đài và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đối với các anh hùng liệt sĩ, những người không tiếc máu xương để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của quê hương đồng khởi anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.